Bên cạnh cái việc tuần tra thì khi phát hiện có cái dấu hiệu xâm nhập trái phép vào rừng thì ngay lập tức lực lượng kiểm lâm và các lực lượng khác sẽ tổ chức truy quét và đẩy đuổi cũng như là tháo gỡ trong trường hợp có các cái đối tượng vào bãi bắt các loài động vật hoang dã nói chung, trong đó có loài chạy vá chân nâu. Từ năm 2014 đến hiện tại thì cái việc mà bãi bắt nó đã giảm thiểu rất là nhiều. Và các cái khu vực mà ở sâu trong rừng á, khi mình đi á, thì đã có dấu hiệu cuộc xuất hiện trở lại của rất là nhiều loài động vật, ví dụ như là heo rừng hoặc là mang, nai. Đấy, mình đi mình quan sát cái dấu hiệu đó, cũng như là cái việc mà phát hiện bẫy thì nó rất là ít. Cái việc mà cho khỉ ăn công chẳng chẳng hạn, đó là một cái việc mà người dân và du khách thường xuyên tác động đến cái đời sống hoang dã của vọc và khỉ. Thì chúng tôi thông qua các cái giải pháp tuyên truyền, các đội nhóm tình nguyện viên để mà tuyên truyền đến với người dân và du khách. Chúng ta đến Sơn Trà vui chơi, thư giãn, ngắm cảnh và lưu lại những bức hình đẹp, nhưng mà tránh tối đa cái việc mà xả rác cũng như tác động đến cái đời sống hoang dã của các động vật ở trên bán đảo.